Tâm sự, chiều vợ hết lòng, vẫn bị vợ cắm sừng. Tôi là một thanh niên nông thôn, lớn lên với hai bàn tay trắng, gia đình đủ ăn, mải lo học và kiếm tiền. Đến năm 25 tuổi mới gặp và quen em. Em vừa chia tay với bạn trai, tôi làm bạn rồi trao đổi, giúp nhau trong công việc, cuộc sống. Trong chuyện tình nhiều sóng gió này, tôi thấy mình quá cù lần và không biết yêu chiều. Cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau bằng một đám cưới. Tôi chăm làm, công việc thành đạt, tất cả đều dành cho em. Rồi chúng tôi đón một thiên thần nhỏ chào đời. Tôi cố gắng làm lụng mua được nhà. Để chăm con, em tình nguyện đòi nghỉ làm. Và một phần không thích cách chăm sóc cháu của gia đình tôi. Khó khăn dần dần trôi qua. Chúng tôi có thêm một cu tí, gia đình trọn vẹn. Tôi càng yêu em hơn, nhưng vợ chồng có nhiều bất đồng hơn. 9 năm trôi qua, chúng tôi đã có nhà, hai con xinh xắn. Hàng tháng bao nhiêu tiền, tôi đều đưa cho em hết. Thấy em cực, chúng tôi thuê hai người giúp việc. Em có thời gian rảnh hơn, càng ngày càng sinh ra. Tôi rất vui. Công việc phải đi cả tháng, thi thoảng được về nhà vài ngày. Em nói ở nhà buồn, con đã đi học, muốn làm gì đó, tôi cũng ủng hộ. Em thích chơi chứng khoán, tôi mua cho máy tính, điện thoại iPhone. Em tập chơi và qua một thời gian cũng có lỗ ít. Tôi khuyên chỉ nên chơi cho vui, đừng đặt nặng thắng thua mà lún vào. Em không nghe còn giận tôi, nên tôi quyết định bỏ vài trăm triệu cho em. Và coi đó như tiền để em tiêu pha cho vui. Có máy tính, em thường lên net nghiên cứu và vào vài trang tâm sự chuyện nhà, chuyện vợ chồng. Trên mạng ảo này, em gặp một người giám đốc công ty thiết kế. Anh ta giỏi tán tỉnh, chia sẻ rằng có người vợ bị điên, rồi gợi ý rủ em đi khách sạn tâm sự. Cuối cùng em cũng đổ dưới mã đẹp trai lịch lãm của anh ta. Vô tình, một sinh viên của tôi thấy em vào khách sạn, đã hỏi tôi. Tôi gọi cho em chối đang đi học. Tôi đưa ra những bằng chứng, cuối cùng em cũng khai. Tôi gọi cho người đàn ông đó, lúc đầu anh ta chối, về sau đã thách thức và kể luôn việc hai người đã mây mưa như thế nào. Tôi nghe mà chỉ muốn sự có mặt của anh ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Em xin lỗi. Tôi nhìn đến hai thiên thần mà không biết phải làm sao. Cuối cùng, vì tình nghĩa và tình yêu vẫn còn, nên tôi đành chịu nhục để nhà yên ấm, con cái được chăm sóc. Sau vài hôm, em lại nói không yêu tôi, chỉ có tình thương vì tôi đối với em quá tốt. Trong mắt mọi người và cả gia đình em, tôi luôn tốt nên em không có giá trị. Vì thế, em cần tìm người nào đó để họ xem em có giá trị hơn. Em thú nhận, chuyện chăn gối với tình nhân có thể thăng hoa, còn với tôi, chỉ làm theo bản năng. Em xin lỗi, vì giờ có sống lại với nhau, em cũng không làm những chuyện như em đã làm với tình nhân. Tôi lớn lên, chỉ có một tình yêu duy nhất và hai thiên thần. Đã bỏ qua cho em, nhưng giờ tôi được em đối xử như người xa lạ và chịu đựng, vì em không muốn con bị xáo trộn. Giờ tôi rất buồn, không biết phải làm sao. Im lặng để con lớn khôn, rồi rút lui lặng lẽ, hay nói ra để tan nát, và thù hận mà người mất nhiều nhất là con. Tôi định xuất gia, nhưng hàng tháng còn phải lo cho con. Em và ba mẹ, cùng các em ung thư, ít nhất phải 30 triệu. Nếu tôi bỏ hết, thì những người này ai lo? Trong tôi vẫn rất yêu em và gia đình. Tôi nên làm gì đây?